Theo ngày hôm nay mình sẽ cắt dán sản phẩm lọ kính thương. Và để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công dạng kiểu cắt hoặc dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ cắt dán các bạn nha.
Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt rán sản phẩm cốc cà phê. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi cắt rán sản phẩm cốc cà phê này nhé. Hello, xin chào bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu bạn nha.